Wow, sổ số 7 mùa này toàn những trang phục mát mẻ quyến rũ thôi anh em ơi. Mở ngay đi còn chờ gì nữa. Wow, 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 wow. Đó chính là L'Oreal tiệc bái biển anh em ơi. Nhận ngay. Đó là cấp 60 nha. Còn ở cấp 20 các bạn sẽ nhận được trang phục NFT tiệc bãi biển. Hai trang phục bãi biển cực em và không thể không sở hữu trong sổ sứ mệnh mùa hè năm nay. Cùng rất nhiều phần quà khác anh em ơi, ở cấp 1 thì các bạn sẽ nhận được trang phục của Archit, Archit thần thoại Hy Lạp. Và trong vòng quay sổ sứ mệnh thì các bạn cũng có thể nhận được con linh thú chỉ có trong sổ sứ mệnh mùa 19 thôi nha. Shopmoviet.vn bán ít con rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Ây da, tiền người tốn quá đi mà, tranh mic, tranh AD, tranh dừng quá bình thường luôn. Còn tranh FP hơi bị kỳ dị ở nhà, đắng à mà thôi. Phải sử dụng cái đầu lạnh để chơi một trận đấu đồng đội và bình không có nhiều sát thương thời điểm đầu game. Vậy thì ganh kiểu gì đây? Bạn Paina lại còn không thèm canh đùa luôn nha. Đó, những cái pha này là được nè, hỗ trợ AD của mạng này. Cố lên anh em ơi, cố lên. Mà lag của nó lại chạy đi cơ. Vô lý. Đúng rồi, đánh 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 nhưng mà không bắt được rồi. Tiếng ghê. Quả mơ có hột anh em ơi. Cái pha xử lý đi vào lòng đất luôn. Có hiểu. Một trận đấu có rất nhiều điều nó sai sai từ nãy giờ rồi. Ok. Thực sự là hôm nay trời mát ghê. Mà không hiểu tại sao mát, mà chắc có lẽ là mình đang chơi trang phục nó rất mát mẻ, nó siêu sexy, mà nó rất thích hợp cho cái mùa hè này rồi. Trang phục của một thiếu nữ tâm hồn vừa trắng lại vừa tròn, đẹp lung linh, Annette. Trong sổ sứ mệnh lần này các bạn sẽ có thể lấy được hai trang phục mùa hè là Annette và L'Oreal tiệc bái biển. Cái sổ sứ mệnh mùa 19 bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 nha anh em, nhớ tham gia với 210 con huy thôi. Trận này thực ra nếu mà 2 SP đi chung với AD ấy, là AD auto được bắn đấy, chứ không phải là không chơi đâu, mà toàn SP khủng nha anh em ơi. Paina này, AT này, hồi máu thì cứ phải gọi là ôi. Nhưng mà bạn đừng ơi, cái bộ đỏ của bạn kìa, hôn nhau trong bụi cỏ này. Rồi có khi không ăn được bùa anh em ơi, không giữ được cái bùa. Thực ra trận đấu này là một trận đấu mà bất đắc dĩ phải đi mid, thành ra mình sẽ chơi phong cách nó đi mid chứ không phải đi hỗ trợ của AT. Và với việc đi mid thì build đồ sẽ khác, và nói chung là build đồ tình huống thôi, thành ra là sẽ không thể gọi là đứng tanker cho đồng đội, hoặc là mình lấy tính chế động để ném những chiêu khai nó chuẩn xác được. Ném từ xa anh em ơi, đúng dần ném như kiểu tanker ấy, nhất tế thì gãy ngay lập tức. Con này chơi HP anh em cứ nên đổ tanh tanh cho mình, chỉ nên mỗi cái trượt băng mà cùng lắm là nên cái mặt đạn Berit thôi, hoặc là sách chi hồn thôi. Chứ thực ra con này mà anh em nên điều đối phép là các bạn chỉ đứng sau bạn ném skill thôi, đánh theo kiểu hồi mã thương còn được, còn đánh tấn công rất là khó chơi. Ganh rất là khó nha. Không thể ganh nổi luôn. Thôi, ở phía trên này là mọi người đang gãy hết cả rồi. Ở vị trí của Violet và Paina. Rất may mà Violet là có chuyển sinh nha, mà lại hồi ra ngay lập tức để mình đến đây này.
Cảm nhận anh em khi nhìn thấy trang phục này như thế nào? Thực sự là ngoại hình trong game của trang phục mình thấy rất đẹp. Màu trang phục nó rất sáng. Chạy đi đâu? Là hai con sâu ơi. À can hack não, nhưng mà thực ra bạn bạn cáo bị kẹt ở đấy rồi, tính sai anh em ơi. Sai quá sai luôn. Mình đã được có mỗi một mạng. Chơi AT này mình thấy là một con tướng có khả năng SP cực kỳ tốt ở mức rank cao. Nhưng mà đồng đội nhất thiết là phải có một người đấu sĩ nha. Chứ nếu mà ADT đảm nhiệm cái vai trò tanker hết cho team thì rất là hơi khó. Cần một người đi đường tạc thần như trận đấu này là có Roshi rồi. Tiếc là mình đi mid thôi. Chứ nếu mà đi hỗ trợ là quá đẹp. Mid chỉ cần một vị tướng pháp sư khác. Bất kỳ vị tướng pháp sư nào đều ok. Đấy, đều là club mới chuyển team đấy. Bích tướng như nó là bích tướng như Liên Minh Huyền Thoại à? Ơi, không có chơi Liên Minh Huyền Thoại không hiểu là bích tướng Liên Minh Huyền Thoại như thế nào. Mà sắp tới này cũng có game Liên Minh Huyền Thoại Mobile anh em ơi. Chuẩn bị chiến trang sẵn sàng là chiến đấu thôi. Cái game mới. À có trên thử nghiệm các quốc gia khác rồi, Việt Nam chúng ta thì chưa có. Đi sau các bạn nước ngoài một chút xíu. Trận đấu này mình cũng cần phải lên cái sách tri hồn sớm. Chứ thực ra cái khả năng hồi phục máu của con Naru phải nổ rất là... Ôi đây được đây. Được thôi xong rồi. Sai. Đồng đội vào chậm quá anh em ơi. Có tóm rất đẹp mà. Mà không ăn được Joker, ăn được rồi, hay. Có sách tri hồn luôn đồ này, luôn. Đến kìa Palette ơi. Wow. Thôi được rồi, bạn ấy chạy rất khéo. Team không có đam. Team không có đam, nhưng mà nếu mà ba người này đi chung với nhau này thì nó lại hợp một khối đoàn kết và tạo nên sức mạnh vô cùng lớn đấy. Bơm máu gọi là lúc nào cũng đầy cho Valet được độ bắn. Mình dình ở đây này, bạn ấy đánh cao chí là mình thả chiếu 2 vào mặt này. Rồi không được anh em ơi. Ơi tốc biến chạy nhanh ném ngược chiêu 2 lại. Ok, rất là khó chịu khi có cái sách chiêu hồi nha anh em ơi. Cái này thì thôi không cung cứu được. Tóm mình nha. Tóm mình nè. Cáo bị kẹt luôn. Cái là điện nó không được qua khỏi cái chiêu cuối của ADT. Thực ra chiêu cuối của ADT là một chiêu bảo kê rất là tốt, có thể phá chiêu được những cái vị tướng có khả năng bị khống chế như con Joker hay là cái con Q-Rod đẩy được ra anh em ơi, bảo kê rất là tốt luôn. Khi chơi trang phục này đúng mùa hè thì anh em có cảm giác là cái trang phục này không chỉ đẹp mà còn cái kiểu là nước bắn bừa bãi và rất là mát mẻ trong cái mùa hè. Từ cái ngoại hình thon luột, ngon mắt và xinh như tiên dáng trần của ADT và thậm chí là Nauriel, thì mình thấy là cái ngoại hình bên ngoài của ADT là nhìn trông nó rất là đẹp mắt. Và thậm chí mình còn kết hơn trang phục của Nauriel đấy anh em ơi. À, cái channel in game là 100% Việt Nam Nam, nhấn mạnh từ chị cà rán. À, ôi kịp không đây, không kịp rồi, tại sao lại ảo tưởng thế bạn ơi. Wow, cũng đẩy chiêu ra được. Bị choáng với đẩy chiêu ra được anh em ơi. Bình tĩnh nha anh em ơi, bây giờ là không chửi nhau được. Mena hình như là có cái triệu chứng gì đó rồi. Phải đứng im từ nãy giờ. Căng phết anh em ạ. Mặc dù nick của bạn Kunbi là mùa này chưa đeo rank thì mới ở mức tinh anh 3 thôi.
mà mình lại cầm chất tường SP làm sao mà gánh team được bây giờ. Bây giờ chỉ có thể là nuôi Valet thôi. Của lên Valet ơi. Valet đứng im, à không, Pyra đứng im rồi anh em ơi. Có chơi cực kỳ luôn. À bạn ấy vào rồi này, ơi thôi xong. Cái kiểu này là AFK 100% rồi nha. Trong máy 100% luôn. Thiếu người thực sự là khó chơi anh em ơi, cứ nghĩ là cái bộ ba Violet hay là Valete hỗ trợ với nhau tạo thành một cái khối không thể cản phá, nhưng mà đồng đội chơi Pena lại AFK rồi, bạn ấy tranh SP của mình xong rồi AFK, khó chơi quá anh em ơi. rồi, phải có đứng hàng thẳng hàng mình mới ném được cái chiêu hai vô, đúng rồi, hay. Đấy, của nghèo luôn. Ơ nhưng mà đi bạn đông quá. Đông quá anh em ơi. Thủ thủ thôi, ba nét thôi. Thủ thủ nha. Mình ném chiêu 2 mình cùng chế cho bạn chơi thôi. Hay quá, hay quá. Đó, ba nét có sức bắn tốt rồi đấy. Có đồ anh em ơi. Bên này AFK rồi. Là thần mọi người ơi, bây giờ là team bạn đã lên gọi là bắt bạn FK rồi. Bây giờ chúng ta phải ăn là thần. Sau đây anh em nha, hiện tại thì thực sự cái họng nó có vấn đề, thành ra là nó hay bị ngắt anh em ơi, hay ngắt và không có hơi để nói nhiều. Các bạn thông cảm vô việc nha. Ok, cái này win được này. Thử thắng hôm nay này. Ôi, Roshi cố gắng là câu kéo thời gian nha. Joker đang về rồi, Quyền Vương đang về rồi này. Mình sẽ dùng cái chiêu cuối chặn đầu này. Đó, Joker không thủ được nha. Ok, phá nhà đi Violet ơi. Hay quá là Grot. Ok. Đấy anh em ơi, thắng hiểm nha, nếu để lâu là thua chắc luôn. Ông trời tạo ra địa chấn và đã là dân chơi thì không thể bỏ qua sổ số mệnh mùa 19 tiệc bãi biển. Hãy cùng đến với những phần quà cực kỳ hot trong sổ số mệnh mùa này nha. Điểm nhấn đốt mắt trong sổ số mệnh mùa 19 chính là bộ đồ trang phục tiệc bãi biển của hai cô nàng quyến rũ và sở hữu tâm hồn cực kỳ đẹp luôn, Anette và L'Oreal. Mở sổ sứ mệnh tại cấp 20, Anette từ bãi biển sẽ về với bạn để làm dịu mát ngày hè nắng nóng. Điều tuyệt vời luôn xuất hiện sau cùng, L'Oreal từ bãi biển sẽ là phần thưởng cho nỗ lực đạt cấp 60 của bạn. Đoán là không có nhiều anh em vượt qua được thử thách chỉ nhìn vào mắt L'Oreal trong 30 giây đâu nhờ. Chưa hết bất ngờ cho bạn đâu, mùa 19 này khi đặt sớm sổ sứ mệnh chỉ với 410 quân huy, anh em sẽ nhận được ngay trang phục Anette từ bãi biển để trải nghiệm mà không cần chờ đợi sổ chính thức ra mắt hay nâng cấp sổ lên cấp 20. Ngoài ra, bạn còn nhận được avatar động và khung viền đặc biệt của Anette tiệc bãi biển cùng với 100 điểm sổ số mệnh mùa 18. Quá hấp dẫn phải không? Còn chần chừ gì nữa mà không đặt sớm sổ ngay nhở? Khi mở sổ, ngày cấp 1, bạn sẽ nhận được ngay trang phục Astrid thần thoại Hy Lạp. Dương tướng cho một bao gồm Astrid, Omega, Ibnit sẽ là phần quà tại cấp 10. Đặt cấp 30, tiếp tục là cơ hội để bạn sở hữu một trong ba vị tướng Anette, Thena hoặc Preta. Cấp 40 sẽ mang lại cho bạn dương trang phục chọn một Lâm Mùa Cự Thần Viễn Cổ, Arin Ta Linh Hiệp Sĩ, Arum Linh Tượng Vũ Nữ. Lên cấp 50, L'Oreal, Q hay Airy, ai sẽ được thêm vào bộ sưu tập tướng lựa chọn là của bạn.
Vòng quay sứ mệnh sẽ đem lại cơ hội sở hữu một trong ba trang phục hữu hạn. Ngộ Không, Ngộ Khá Trầu, Liliana Nguyệt Mỹ Lì hoặc Moren Lính Cứu Hỏa cùng với Linh Thú Cún, Đại Tướng Nguyên Tộc, Cực Ngầu. Mở sổ sứ mệnh mùa 19 Tượng Bãi Biển, bạn có thể sở hữu các đội nhảy vui nhộn. Bộ hiệu ứng Tượng Bãi Biển cực chất sẽ đồng hành cùng các bạn trong các trận đấu xếp hạng, cũng là phần quà đặc biệt chỉ có tại sổ sứ mệnh mùa 19 mà thôi. Sổ sứ mệnh mùa 19 kéo dài từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 và được mở bán sớm từ 26 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Sở hữu ngay những phần quà hấp dẫn chỉ với 210 quân huy cho sổ thường và 410 quân huy cho gói mở sổ vượt cấp.